Chào các bạn. Trong cái video này tôi sẽ cố gắng nói thêm chi tiết hơn một số vấn đề nữa um, về sử dụng anh Anki. Thì các bạn thấy là trong cái file này thì tôi mới viết thêm một khúc nữa, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7 này các bạn. Thì phần 4 là các phần mềm cần thiết để tạo thẻ Anki thì các bạn có thể đọc trong cái file Word này. Cái link của cái file Word này thì các bạn hãy coi ở mô tả của phần video. Ở đây các bạn có tôi thì tôi cái gì mà cần nói thì tôi nói hết ở trong này rồi các bạn những phần mềm này tôi sẽ không có đưa link cho các bạn, tôi chỉ nói một số cái vắn tắt thôi Đây. cách sử dụng những cái phần mềm xe x này như thế nào thì các bạn cũng phải uh, lên youtube các bạn search hoặc là bạn uh, tìm google bạn nào đọc tiếng việt được thì cố gắng search tiếng việt bạn nào không đọc được tiếng việt á, mà chỉ đọc được tiếng anh thôi thì sợ bằng tiếng anh thì tốt nhất hoặc giả là đọc ở trang chủ Nhưng mà tốt nhất á, thì cái cách tiếp cận một phần mềm mới thì bạn cứ lên youtube bạn sạch xem tiếng việt hoặc tiếng anh tùy bạn cố gắng, tại vì á, tôi ở đây á, tôi làm cái 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 đoạn video này là dành cho những bạn mà đại học hoặc là sau, sau cái đại học, tức là không phải dành cho những bạn như là học sinh, à, mà mình sẽ nói học sinh thì mình sẽ nói hết tất cả mọi thứ từ chi tiết từ đầu tới cuối, nhưng mà ở đây là khi mà mình đã đã đủ đủ sức mạnh để mình có thể tìm tòi, giống như một số bạn á, thì tôi nói trong cái video về giải phẫu thì một số bạn thì hỏi tôi là um, một số bạn là gửi mail cho tôi thì gửi mail cho tôi thì tôi luôn luôn tôi trả lời mail của bạn gửi mail tôi tôi luôn luôn tôi trả lời mail để mà xin cái file giải phẫu đó nhưng mà thực sự ra nếu mà bạn bỏ một chút xíu thời gian bạn lên google bạn search một cái search duy nhất một cái một thôi là có đầy ở trên google để bạn có link bạn tải liền bạn khỏi phải chờ đợi tôi tôi thì hả có khi một ngày hai ngày tôi mới check mail một lần thì bạn thấy là À, chờ đợi rất là lâu thì cái 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 nhiệt huyết cái lúc đó mà mình muốn học muốn tìm hiểu về phần mềm đó nó lại mất hết trơn rồi khi mà bạn nhận được mail tôi là nó mất hết trơn rồi cho nên là cố gắng là cái đầu tiên khi mình gặp vấn đề đó thì lên Google search một cái khi mà đã tìm tôi đủ thứ mọi cách hết Google không có rồi thì mình sẽ hỏi hỏi người nào biết à, bạn có thể hỏi tôi ở dưới comment bình luận ở dưới video của tôi rất là dễ dàng các bạn như bạn thấy là tôi có ghi đầy đủ trong này rồi ví dụ như phần mềm này thì bạn phải ck này các bạn đó rồi những cái phần mềm nào miễn phí ví dụ như phần mềm clipboard fusion này thì bạn cũng phải ck à, ack bạn sạch nó trên google à, bạn cứ lên google bạn sạch thôi bạn rồi một số bạn thì có hỏi tôi là các add on mà cần thiết thì các bạn thấy là ở bên này nữa bạn là có sẵn hết menu cái menu của cái file Word này thì bạn có thể vào view và bạn chọn show document outline uh, view lại ha document outline ok bây giờ đi qua cái phần số 5 ở đây á, là một số add on mà cần thiết luôn thì bạn thấy là tôi có ghi là bốn cái add on này là bắt buộc phải có thì cách cài đặt add on của Enki á uh, thì nó rất là dễ dàng các bạn uh, các bạn có thể lên YouTube bạn coi cài add-on của Anki 2.1 các bạn cực kỳ dễ À, thì tại vì nó quá dễ cho nên là tôi sẽ biểu diễn cho bạn coi uhm. đây những cái on này á, thì các bạn hãy vào cái nguồn ở đây các bạn đọc các bạn hiểu à, đọc và hiểu để các bạn áp dụng ví dụ như cài add on bạn muốn cần một add on gì á, thì bạn cứ việc vào bấm vô tools add on hoặc là control shift a rồi sau đó get add -on rồi sau đó là bạn lấy code cài đặt này, code cài đặt này thì bạn có thể vô cái trang chủ trang gốc của nó cũng được nữa, bạn copy cái code cài đặt này, bạn dán vào đây, đây cái code đây, ok một cái là nó sẽ tải tải về nó cài, nó nó sẽ tải về nó cài đó, nó cài thành công để để mà áp dụng được cái on này á, thì nó kêu bạn phải restart cái anh khi này, ok phải tắt nó mở lại, ok ha, nó thì đây là bốn cái on là bắt buộc phải có, trong đó là các bạn thấy là khi mà tôi sử dụng những video trước thì các bạn thấy là nó đã đầy đủ hết trơn rồi giống như email occlusion descend này nè các bạn thì các bạn thấy là um, đây ví dụ như tôi làm cái bài số 8 này của tôi nè à, tôi làm cái bài số 8 này của tôi á là tôi lấy một cái file ở trong sách luôn thực sự ra cái này thì nó không có tốt không có tốt nhưng mà tôi lấy luôn một cái file trong sách ra để mà tôi 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 tôi, tôi làm à, những cái thằng nào mà màu này nè màu màu cam này nè là cái là là là, là cái mà mình cần phải đón ấy các bạn còn những cái thằng khác là mình không có có đón được nó à, đó, thì đối với cái này á, tao lấy luôn nguyên cái hình ảnh tao làm thì nó, nó nó nhanh hơn khi mà tạo cạn thì nó nhanh hơn nhưng mà khi mà đọc lại thì bạn thấy là để mà đón được cái thằng này á để bạn phải nhìn lòi con mắt của bạn ra để bạn tìm nó cho nên là nó không không phải là một cách tốt nhất để mà tạo add on ấy nhưng mà nếu mà bạn học giải phẫu thì bạn có thể xài cái thằng này để che để che những cái cái lại giao phẫu nét te đó các bạn để che nó lại thì rất là tốt còn review hit map này á các bạn thì các bạn thấy là review hit map á thì nó nó là đây nó là cái thằng này Đó là cái ngày nào bạn học á thì nó sẽ hiện ra như hai ngày này là tôi ổng học nè đó, những cái ngày này là màu đậm nhạt gì nè đó là những ngày mà mình sẽ học thì có 130 trăm ba chờ tôi 139 trăm ba chờ tôi vào ngày mai đó rồi bữa nay tôi vẫn chưa ôn lại được cái này nữa các bạn rồi đó là review hitmap này thì cái review hit map này thì bạn có thể vào trang chủ để bạn tìm bạn đọc à, tải về thì bạn bấm vào tải về mà lấy cái file đó về bạn mở bằng anki này thôi bạn rồi speak focus mode này thì các bạn sẽ là cái cái mode cũng hay à, tức là khi mà mình ôn tập đó nói chung là cứ vào trong này đọc tôi sẽ không có nhiều thời gian nữa tôi nói chi tiết kỹ hơn cho các bạn đâu tại vì đương nhiên là nếu mà nói kỹ hơn là sẽ tốn rất 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 cực kỳ nhiều thời gian nhưng mà thực sự ra là những cái thời gian đó là nó không có cần thiết trừ khi uh, tốt nhất là các bạn hãy tự tìm hiểu uh, thời gian nó sẽ làm cho các bạn uh, quen dần với cái đó uh, bạn tự tìm hiểu nó sẽ hay hơn rất là nhiều bạn sẽ hiểu kỹ hơn về những cái đó chứ bạn làm theo tôi là nó là không có ấy rồi một cái khác nữa các bạn nguồn tài liệu remake deck nữa các bạn tức là remake Dex là gì tao có ghi ra cho các bạn đây remake Dex tức là những cái bộ deck deck là cái này nè các bạn deck nè à, deck là từng từng cái này nè các bạn có thể đây nguyên cái bộ này là một deck deck, deck, deck. trong cái này là nó có những cái deck nhỏ nhỏ, nhỏ. con nữa là con của ông này các bạn có thể kéo này đi ra ngoài à, hoặc kéo này ra ngoài luôn à, không không có cho nó vô cái deck nào nữa hết luôn á đây riêng đó, các bạn có thể kéo vô đây làm con của thằng này đó thì bạn có thể xuất nguyên một cái deck bự đó luôn, export nguyên một cái deck bự này luôn, à, rồi bạn xe qua cho cái máy khác. đó, thì cái đó là uh, cái deck thì remake tức là làm trước, làm sẵn rồi. tức là nếu bạn thấy bạn nào mà tìm hiểu kỳ nhiều á, thì bạn sẽ thấy là đối với y khoa thì chúng ta sẽ có làm uh, ở cái Anki anh kỳ này các bạn, ở trên reddit này là cực kỳ nhiều tài liệu để cho các bạn làm. À, cực kỳ nhiều tài liệu để cho các bạn học. À, thì ở đây các bạn thấy step 1, step 2 đó đi là USMLE tức là học để mà thành bác sĩ Mỹ. À, thì nó có 3 step, các bạn thấy là step 1 nè, thì có những cái này này. Ừ, trong step 1 đó thì có Nking à, là gold standard luôn là tiêu chuẩn vàng luôn, tức là bạn học à, step 1 thì bạn nên học Nking này. Tức là cái gói này là gói re, re remake. À, các bạn hãy bấm vào đây, bên menu này có đầy đủ hết luôn các bạn, đầy đủ hết luôn nếu bạn muốn học cái gì là có trong đó hết tức là remake tức là nó đã người ta đã làm sẵn rồi người ta đặt rất là nhiều kỳ công tâm huyết của người ta bỏ vô trong đó để mà người ta làm ra những cái đét có sẵn cho mình học à, thì các bạn thấy là cái tôi có dẫn một cái link ở đây thì thực sự ra là có nhiều lắm tôi đã nghiên cứu cực kỳ nhiều luôn các bạn à, thì thấy là hai cái trang này là hai trang tốt nhất trong đó nếu mà bạn nói về y khoa tiếng việt đó, thì các bạn thấy là mescol Anki là một cái trang mà nó nói gần như là đầy đủ luôn gần như đầy đủ bạn chỉ cần mở cái trang lên là bạn kéo thôi kéo thôi thì bạn thấy cái menu trên này nè tự động nó nó trượt đó bạn không cần phải nhấp vô đâu bạn bạn cứ kéo đi thì nó sẽ đi theo thứ tự tác giả của cái trang này là cực kỳ là 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 sắp xếp những cái dữ liệu nội dung rất là tốt của bạn đó nếu bạn thắc mắc là cái bo là cái gì cái USB là gì thì cứ lên google mà sạch nha các bạn À, tức là nếu mà nói về y khoa mà thế giới thì các bạn thấy là hai cái trang này là rất là là nổi bật cộng đồng y khoa thế giới người ta uh, người ta hoạt động ở hai cái cái trang này rất là nhiều các bạn rồi cái nữa là nếu mà nguồn về tài liệu mà anh kia cho cho tiếng việt các bạn thì tôi sợ ở trên mạng thì tôi chỉ thấy tìm được một cái của bác sĩ đinh xuân mạnh thôi thì các bạn có thể nhấp vào trong link này để các bạn coi cái bài đó coi cái bài đó À, thì cái deck bộ đất này á, thì kết thúc được đăng lên á, tôi thấy là đăng lên á, là vào năm 2016 17 à, 2018 update rồi nè các bạn các bạn thấy là nó có khá là nhiều khá là nhiều trong đó là tôi đã tải cái bộ giải phẫu này rồi cái bộ giải phẫu này tới 640 lận nhưng mà thực sự ra khi mà tôi đây giải phẫu đây nhưng mà thực sự ra mà khi mà tôi xuất nó ra đó, tôi làm đó, nhiều chiêu lắm à, thì tôi đã đưa nó về còn có 200kg hả bạn trong bộ giải dạ phẫu này thì nó nhiều ở cái chỗ thì bạn có thể đọc online hóa các deck này à, tức là tôi đã online hóa cái deck đó rồi online hóa tức là tôi làm cho những cái hình ảnh những cái âm thanh mà làm cho cái bộ deck đó nó nặng lên đó. tôi đưa nó lên online hết khi nào mà cần thì lót nó ra cần thì load nó ra còn không thì thôi à, thì bạn có thể đọc thêm cái phần đó nếu bạn muốn tìm hiểu Uh, online là cái gì rồi nó thì đó là tôi giới thiệu sơ cho các bạn là tôi đã đã làm thêm một số cái này thôi uh, rồi ở cái video này thì chắc là tôi chỉ cần nói như vậy là là đủ rồi bắt buộc là các bạn sẽ phải đọc thêm ở trong những cái này các bạn đọc thêm và tự tìm hiểu thêm nha uh, add on là tôi cũng đã chia sẻ cho bạn đầy đủ rồi uh, đầy đủ rồi cứ xài cái gì không hiểu thì có thể lên YouTube để mà sạch để coi người ta sử dụng như thế nào đó rồi tài liệu remake thì ok luôn rồi nói chung là cũng khá là ổn rồi chỉ có một cái này tôi sẽ phải quay thêm một cái video nữa để mà tôi chỉ cho bạn cách để online hóa nó đi online hóa à, rất là hay các bạn cực kỳ hay à, ví dụ như tôi xuất à, cái file mà xuất của tôi đó cái file mà ví dụ như tôi xuất cái này cho bạn coi lâu lâu xe cho bạn một chiêu nhỏ nhỏ À, tức là hồi nãy các bạn thấy là cái file nó gần 600 trăm ha thì bạn cài lên trên cái máy tính của bạn thì nó còn nhiều hơn nữa các bạn đây là tôi xuất ra dạng APKs nè key Packet nè thì tôi sẽ bỏ cái schedule scheduling information này à, bỏ mấy thông tin mà tôi đang học à, tức là tôi xuất uh, trống để mà tôi share cho các bạn á include media thực sự trong này nó không có media giả media tức là uh, hình ảnh hình ảnh và audio ở trong đó thì tôi sẽ export nó cho các bạn coi À, ok ha ok à, Xbox cực kỳ nhanh các bạn rồi 108 1874 cạc à, ok tôi sẽ mở cho bạn coi đây 279 kg à, nhưng mà thực sự ra là nó có hình ảnh nha thực sự ra là nó có hình ảnh trong đó đó nhưng mà nó những cái hình ảnh đó tôi đã mã hóa nó à, về dạng là mã hóa nó là về dạng hình ảnh rồi à, thì tôi sẽ làm một cái video để cho các bạn thấy các bạn thấy là trong này nè à, cái file này nó có hình ảnh nè nó có hình ảnh và nó chỉ lót khi mà mình mở nó lên thôi tức là nó có mạng nó mới mở được đó là khi mở bạn chạy anki mà ở trên cái chỗ mà không mạng á no internet đó thì gần như là những cái cạc mà uh, đã được online hóa nên nó sẽ không có hoạt động hình ảnh được cái kia chữ viết thì nó hoạt động bình thường nhưng mà hình ảnh nó sẽ không lót được ok à, các bạn thấy là à, ok cho bạn coi cái link của hình ảnh đó. đó tôi đã đưa nó về 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 một cái link để mà bạn có thể lót lót nó một cách dễ dàng của bạn Ok ha rồi thì một cái hình ảnh có khi một mê hay mê thì đưa vô trong cái cái kiểu của tôi online hóa nó thì nó nó còn các bạn thấy là khi mà chia sẻ tại vì tại sao lại đặt vấn đề online hóa thì các bạn thấy là tôi có ghi đây dung lượng nó rất là lớn ví dụ như bộ anh kinh á cái bộ anh kinh mà hồi nãy tôi có giới thiệu với bạn đó à, thì nó tới gần 3.5 GB lần à, đó là trên máy tính ha trên điện thoại thì nó cũng vậy nhưng mà cái điện thoại mình thì dung lượng điện thoại mình đương nhiên là nó thấp hơn cái kia rồi thì điện thoại nó sẽ chịu không nổi cho nên là mình sẽ phải đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề đặt ra và tôi đã tìm cách, à, tôi đã tìm cách, đây là cách của tôi chứ không phải cách của ai hết các bạn, cái này là tôi đã, đã chế ra cái cách đó, rồi ok, à, một cái video sau tôi sẽ biểu diễn cho bạn và bạn cứ làm theo từng bước ở trong đó là chắc chắn các bạn sẽ online hóa được một cái gì đó.